Hello, xin chào toàn thể anh chị nhà đầu tư. Chào mừng anh chị trở lại với kênh Ichimoku Stock trên cái buổi live stream trực tiếp 8 giờ hàng ngày của em Dương Quyền từ thứ hai đến thứ sáu chị nhá. Và thị trường liệu có vượt được cái vừa mốc 1290 để trở lại cái mốc 1300 hay không? Thì anh chị em theo dõi hết cái buổi live stream ngày hôm nay để có góc nhìn và cái chúng ta giao dịch cho nó thuận lợi trong thời gian tới chị nhá. Ôi, cảm ơn chị rất là nhiều. Thì anh chị đang xem livestream thì anh chị like cho Quyền một like nhé. Đó, anh chị chưa đăng ký kênh thì anh chị đăng ký kênh, cũng như anh em có câu hỏi cứ để lại comment bên dưới thì Quyền sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh em nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Vâng, mình là Dương Quyền, là một nhà đầu tư tư vấn trực thuộc tại công ty chứng khoán VFS, rất hạnh được phục vụ quý chị trong cái buổi livestream ngày hôm nay. Ok chị. Rồi thì chúng ta sẽ vào với phiên thị trường. Thì chỉ số VN-Index ngày hôm nay đóng cửa ở mốc 1271,27 điểm, tăng là 6,33 37 điểm, tương đương với 0,5%. Giá trị thanh khoản là rơi vào 14.285 tỷ đồng. Tỷ lệ mã tăng là 240, mã giảm là 120, hai mã giảm, trong đó có 100 mã dừng tham chiếu. Và dòng tiền hiện tại thì cũng đang nghiêng về các cái cổ phiếu trụ trong rổ VN10. Hiện tại thì VN10 thì đang đóng cửa ở mức 1318,41 điểm, tăng là 7,47 điểm, tương đương với 0,57%, và giá trị thanh khoản tương đối là cao, rơi vào 7.218 tỷ đồng. 22 mã giảm, trong đó có một mã tăng trần, đó là cổ phiếu SSB chị nhá. Và đối với sàn Hà Nội thì tăng nhẹ thôi, đó là tăng 0,82 điểm, tương đương với 0,35%. Thì trong phiên ngày hôm nay thì có những cái nhóm ngành mà tác động tích cực đến 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 chỉ số VN-Index. Thì có, đầu tiên thì chúng ta có cái nhóm ngành về tài chính, thì có thuộc cái nhóm ngành chứng khoán thì là tăng 0,29%, bất động sản là tăng 0,74%, và ngân hàng là tăng 0,66%, đó, và hóa chất thì tăng 0,54% anh chị nhá, đó, và sản xuất thực phẩm là giảm 0,06%. Đó, ngoài ra thì chúng ta có cổ phiếu như ngành nhóm ngành dầu khí, thì nhóm ngành dầu khí cũng đang tăng nhẹ là 0,10% thôi. Đó, ngoài ra thì chúng ta còn có những cái nhóm ngành như là kim loại, nhóm ngành kim loại thì tăng 0,65%, đúng không ạ? Kim loại tăng 0,65% chị nhá. Đó, bán lẻ thì cũng tăng 0,22%. Nói chung là về cơ bản là các nhóm ngành đều cho sự tăng đồng đều trong cái phiên ngày hôm nay, các bạn cũng không có cái sự mà tăng đột biến hay là giảm đột biến gì cả. Về cơ bản là nhóm ngành tăng cũng rất đồng đều anh em nhé. Ok chị, thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết với các cái khung thời gian ở chỉ số VN-Index để chúng ta có những cái góc nhìn trong thời gian tới nhé. Anh em đang xem livestream thì like cho Quyền một like nhé. Anh em có câu hỏi cứ để lại comment bên dưới nhá, Quyền sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh em trong cái phiên ngày hôm nay nhé. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em nhớ nhớ like nhé, thả tim thả like nhé. Rồi, ok chị, thì về chỉ số VN-Index ngày hôm nay thì như chị đang nhìn thấy rồi, thì chúng ta sau một cái phiên mà có thể nói là tạo ra một cái đáy hai ở trong cái nhịp này. Thì trước đó thì em Quyền cũng phiên cái hôm mà cái phiên ngày 17 đúng không ạ? Ngày 17 thì anh em cũng đã hô hào anh em là chúng ta chờ đón ở cái vị thế loanh quanh cái mốc 1235, là cái vùng giá mà chỉ số VN-Index nó điều chỉnh về lại cái vùng hỗ trợ ở trong cái vị thế về mặt ngắn hạn, là cái vùng giá đâu đó là cái vùng hỗ trợ của cái rau găm anh chị, cũng như là một cái vùng mây. Sau đó thì có một cái lượng cầu vào rất là mạnh, kéo chỉ số VN-Index lên cho một cái biên độ tăng rất là mạnh trong cái phiên ngày hôm 17 tháng 9, và cái biên độ đó là tăng rơi vào 10 19,68 điểm. Và cái lực cầu mà chỉ số VN-Index nó kéo về cái phiên ATC vẫn có chị nhá. Đó, và phiên ngày hôm nay thì cũng là một cái phiên đáo hạn phái sinh. Thì trong một cái phiên đáo hạn phái sinh như này mà có sự biến động về cái phiên buổi sáng, là có sự giằng co về cung cầu và chờ đợi một cái lực cung tiết ra ở cái phiên buổi chiều ngày hôm nay, mà gọi là hàng T cộng tiết cung ra, nhưng mà cơ bản thì cũng không có một cái dấu hiệu là tiết cung ra chị nhá. Và đâu đó thì tiếp tục là dòng tiền vào hấp thụ cho cái nguồn cung tiết ra một phần đối với vị thế nhà đầu tư bắt đáy thôi, cũng không có gì là mạnh chị nhá.
Thế thì ở đây thì chúng ta đang nhìn thấy là anh chị em là chúng ta đang nhìn thấy là phiên ngày hôm nay đóng cửa ở trên cái mốc 1269,81 là nằm trên cái vùng đó, nằm trên cái vùng giá của cái body band, giải giữa body band. Và cái cơ hội thì có khả năng trước mắt là quyền đánh giá là chỉ số đấy nó sẽ hướng về cái mốc 1285 đó, và nếu nó vượt cái vùng 1285 này chúng ta có thể là sẽ trở lại cái giải body band trên là loanh quanh vùng 1290 đến 1295 tương đối là cao đó. Và cái mục tiêu chị nhá, cái mục tiêu ở trong cái vị thế mà ngắn hạn ấy, quyền đánh giá nó khả năng nó sẽ hướng lên cái vùng giá 1285 đến đến cái 1290 đến cái 1300 là cái vùng giá mà khả năng là chỉ số index nó sẽ hướng tới cái vùng giá này rất là cao. Và đây thì anh em đặc ý lưu ý, chúng ta lưu ý một điều rằng là chuẩn bị chúng ta có cái gì ạ? Chúng ta sẽ có xuất hiện một cái tín hiệu MACD và nó sẽ giao cắt với cái đường MACD sẽ giao cắt với cái đường tín hiệu, đúng không ạ? Kèm theo với đó là cái đường histogram nó sẽ cắt lên đường không, và đây là một tín hiệu đối với cái vị thế, đối với cái trường phái mà anh chị em sử dụng cái MACD thì lúc này là sẽ có một lượng tiền người ta sẽ vào với thị trường trong phiên mai phiên mốt, nó giống như cái nhịp này anh em này, đúng không? Giống như cái nhịp này là VN-Index thì thị trường cũng có xuất hiện một cái lực bán, lực bán ở cái phiên ngày hôm mùng 10 tháng 9 này này, đó là chúng ta xuất hiện một cái tín hiệu bán, và đây chúng ta theo tín hiệu MACD thì chúng ta có một cái tín hiệu mua ở cái phiên này. Đấy, và cái phiên này thì chính vì vậy đã làm cho chỉ số VN-Index một cái nhịp bật tăng rất là mạnh. Thì đây là cũng là một cái kỹ thuật mà anh em đánh về cái trừ phái về MACD. Tuy nhiên thì đánh về MACD thì chúng ta sẽ ăn với một cái biên độ nó rất là nhỏ anh em nhé. Ăn một cái biên độ rất là nhỏ. Đó, và ở đây thì bắt đầu phiên ngày mai ngày mốt rồi thì chúng ta sẽ có một cái lượng tiền vào tiếp tục với thị trường với cái phiên ngày mai, nếu mà giả sử mà MACD mà nó giao cắt lên, đúng không ạ? Thì lúc này là cái cơ hội mà dòng tiền đối với vị thế nhà đầu tư sử dụng với cái công cụ là MACD, người ta sẽ nhập cuộc vào và khả năng sẽ kéo chỉ số lên tương đối là cao anh em, tương đối là cao anh chị nhá. Ok chị, thì suy xét cho cái hệ thống Ichimoku thì sau cái phiên ngày hôm 18 tháng 9 gặp một áp lực tiết cung là cái vùng 1264 thì quyền cũng đã buổi sáng hôm qua đúng không ạ? Mình với cả bạn Trọng Đại thì cũng đã chia sẻ anh em là thị trường nó sẽ không có một cái pha mà tăng mạnh nữa, và đâu đó nó sẽ có một cái lực cản áp lực tiết cung bán ra làm cho chỉ số VN-Index rung lắc ở cái mốc 1264 là cái vị thế về mặt ngắn hạn anh em này. Đấy là đối với chỉ số VN-Index nó gặp cái vùng cản đây này. Đó. Thì ở đây thì anh em nhé, chúng ta đang nhìn thấy rồi thì ở cái H1 là chúng ta đang xuất hiện một cái vùng cân bằng, và cái vùng cân bằng nó là một cái vùng 1225 ở cái vị thế về một ngắn hạn nữa này. Đó, một ngắn hạn này thì đâu đó nó khoảng tầm rơi 1 2 3 4 5 6 6 phiên, 6 đến 7 phiên nữa anh em. 6 đến 7 phiên nữa mà VN-Index mà nó vẫn tích lũy ở trên cái biên độ này tương đối là tốt này. Đấy, thì khả năng là cái cơ hội nó bứt tốc được. Thì về đây thì quyền đang nhìn thấy là cái cơ hội mà nó dành cho chỉ số VN-Index là cái cơ hội cuối ngày mai phiên khoảng tầm 2 giờ trở đi là cho đến sang tuần đầu tuần là cái cơ hội mà chỉ số VN-Index có khả năng nó sẽ là tạo ra một cái động lực bật tăng được rất là cao anh chị nhá. Đó. Tuy nhiên thì nếu phiên ngày mai mà tiếp tục mà phá qua cái mức 1272 thì lúc này nó sẽ tạo ra một cái gì ạ? Tạo ra một cái kiếm, cái tenkan và kijun của mình nó sẽ tiếp tục nó chĩa lên. Đấy, thì nó chĩa lên như này anh em. Nó chĩa lên như này thì cơ bản là nó gì ạ? Nó sẽ triệt tiêu cái khách sạn này đi. Thì lúc đó nó sẽ là cái cơ hội để đi lên. Tuy nhiên thì nếu mà đi lên nhanh quá thì chúng ta sẽ không bền. Nếu mà trong phiên ngày mai 11 mà tăng lên phiên mai ấy, mà tăng sớm thì nó không bền. Chúng ta nên để chờ nó khoảng tầm chiều thứ hai mà chỉ số đấy mà tăng được đấy chị. Đấy, chỉ số mà tăng được thì lúc này là cái cơ hội mà quyền đấy nó sẽ là bùng nổ tương đối được cao anh em, đúng không ạ? Tương đối được cao, và lúc đó nó sẽ tạo ra, nó không có cái sự cân bằng nữa và nó triệt tiêu cái sự cân bằng đi, và lúc đó là cái vùng cân bằng đó nó hấp thụ hết cái nguồn cung tiết ra rồi, và cái cơ hội mà nó bứt tốc được tương đối là cao. Đấy anh em, đúng không, là chúng ta thấy là tương đối là cao em nhá. Anh em đang xem livestream thì like nhá, anh em có câu hỏi cứ để lại comment bên dưới nhá, Quyền sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh em nhá. Ok anh em, rồi thì anh chị like nhá, like để chúng ta sẽ có kèo cà phê đấy.
Đó, tí nữa Quyền sẽ chạy mấy con robot đấy, chạy mấy con robot là có kèo anh em, có kèo là chúng ta có kèo nhá, có kèo là rất là ok đấy. Em like sớm nhá, và câu hỏi cứ để lại comment bên dưới nhá. Rồi, chúng ta sẽ với cái H4 đây này. Cái H4 là cái mà như Quyền vừa chia sẻ đúng không? Chia sẻ là ở đây là chúng ta vẫn còn vướng một cái vùng mây nữa, và cái vùng mây này thì nó phải xuất nó mà nó phải thoát ra được thì nó phải tầm tầm thứ hai nó khoảng rơi vào cái phiên cuối phiên chiều của thứ hai ấy. Phiên chiều thứ hai thì đoạn này nó sẽ thoát ra một cái vùng mây và khả năng sẽ xuyên qua vùng mây mỏng tương đối là cao, vùng mây mỏng cao nếu mà nó xuyên được đoạn này đúng không? Tuy nhiên thì cũng chưa chắc đâu anh em, cũng chưa chắc đâu. Đoạn này nếu mà giả sử mà nó xuyên được luôn ấy, là dù cái H4 mà nó xuyên luôn được qua cái mốc 1272 đoạn này thì lúc này là nó sẽ có cái song kiếm. Đúng không ạ? Song kiếm của cái đồ thị về mặt H4 đấy này, và động lực tăng của H của cái đồ thị H4 nó sẽ còn được khoảng tầm 2 phiên nữa. Đấy, 2 phiên nữa. Đó, anh em, nó tăng 2 phiên nữa. Và lúc đó là cái mục tiêu là chúng ta sẽ phải hướng về 1.300 tương đối là cao đấy. Đó, tương đối là cao, đúng không? Là cái 1.300 nhé, là Quyền đánh giá là khả năng là cũng tương đối là cao đấy. Đó, đây là song kiếm này chúng ta tích lũy lại này này. Đúng không ạ? Đó đây MACD này, MACD cắt lên hôm qua, phiên qua anh em bắt phiên ngày hôm qua này. Đúng không? Phiên qua anh em mà mạnh dạn bắt là ok rồi, chứ bản chất của Quyền đây phiên ngày hôm qua bắt là mầm anh em chẳng qua anh không dám bắt thôi, chứ còn Quyền vẫn bắt là mầm đúng không? Đây này, phiên ngày hôm qua zoom của Quyền này, tín hiệu là bắt 10 bắt cổ phiếu SI này. SI hôm nay cho chốt vì sao? Vì hôm nay cho chốt vì các bạn là phiên 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 thứ hai tới là giao dịch không hưởng quyền đúng không ạ, phát hành cổ phiếu trả cổ tức rồi là cổ phiếu thưởng đó. Nói chung là mình không thích cái chuyện phát hành kiểu đấy đúng không ạ, và mình không thích nhận cổ tức kiểu đấy đúng không ạ. Phát hành mà cổ tức bằng cổ phiếu ấy, cổ tức bằng tiền ấy, bằng tiền thì rất là ok, cho anh em mà nhận một cổ tức bằng cổ phiếu ấy, các thứ rồi là phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu là mình không thích lắm đó. Thế nên RSI ngày hôm nay cũng cho chốt được khoảng tầm có 4,2% gì đó thôi đúng không ạ. Đó, chốt 4,2%. Rồi CI mua này anh em, đúng không? Rồi VND mua này. VND tương đối là tốt này. Đấy, VND tương đối là tốt, đúng không? Đó, dùng của Quyền mua rất ok. Rồi được KBC anh em, đúng không? KBC là mua ngày 18 tháng 9 này. Đó, T1 là chúng ta lợi nhuận là được 5,7%. Đấy. KBC luôn nhá, phiên mua ngày hôm qua luôn anh em. Phiên nay chúng ta được 5,7% rồi, đúng không? Rất là nhiều. Rồi VGC này, VGC mua ngày 12 tháng 9 này. Đấy, cũng được mà 4,5% đúng không ạ? Rất là nhiều mã cổ phiếu anh em. Rất là nhiều mã cổ phiếu. Đó, trước đó thì VGC này, trước đó VCG cũng bán 1/2 rồi. Đấy, rất là nhiều mã anh em. Đúng không ạ? Rất là nhiều mã cổ phiếu mà đã cho cái vị thế chốt lời, đúng không ạ? Rất là nhiều anh em. Đấy. Đây là đây là cái room VIP của Quyền nhá. Anh em mà chưa có room VIP thì anh em có thể là tham liên hệ Quyền để Quyền đưa anh em tham gia cái room VIP này nhá. Đó, zoom hoàn toàn đi lệnh bằng bằng robot thôi. Ừ. Đây, đây chị này. Đấy. Che cái bên kia đi một tí, nó hơi 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 nhạy cảm tí. Đó, hơi nhạy cảm tí. Đây này anh chị. Đó, ngày ngày vùng 4 này bán KBC. Đấy, đúng không? Ngày vùng 4 tháng 9 bán KBC được 5 5,3%. Đấy, hôm qua mua lại KBC này. Đây là 18/9 này mình mua lại KBC này, robot nó trả lại, robot nó bắn bánh lệnh về lại là mua giá 25,2 đến 25,4 này. Đó, hiện tại đang lợi nhuận là được đang lợi nhuận là được 4,55%, T1 được 4,5% rồi. SI đây, SI thì hôm nay mình có thông báo đến cái về ngày đăng ký cuối cùng nó rơi vào cái ngày 23 tháng 9 là ngày giao dịch không hưởng quyền đây này. Đấy, là cái ngày hưởng quyền thì thì đâu đó là tỷ lệ gì đấy trả cổ tức đó, bằng tiền này, tỷ lệ thưởng là tỷ lệ thực hiện là 10% mệnh giá một cổ phiếu nhận là nhận 1.000 đồng này đúng không ạ, rồi là phát hành cổ phiếu thêm này, rất là nhiều đúng không. Thế là mình không thích cho lắm anh em, không thích cổ phiếu này lắm, nó không thích cái kiểu phát hành đấy, thế là mình cũng cũng cho bán sớm. Con này là mình bán sớm nhé, con này mình báo bán nhưng robot nó không báo bán nhé. Đó, con này con SI là mình báo bán chứ không phải robot đâu. Đấy, thế là mình vào bán nhé. Hôm nay thì có về Vietjet Air vẫn đình sình quá, hôm nay là cũng tín hiệu cho bán trở lại được có 0,9% đúng không ạ. Hôm qua thì bán BF được 11%, đấy cũng bán rất là nhiều mã đây này.
ngày 17 mua này đúng không? Rồi là ngày 10 16 mua hết anh em. Đó, ngày 16 mua HDC nhá, giá giá 24.4 đúng không? 24.4 24.6 gọi trung bình 24.5 đi. Đó, mua HDC là ngày 16 tháng 9 đây này. Đấy. Zoom của mình là mua theo theo kỹ thuật của robot luôn anh em, đúng không? Đó, HDC này. Đấy, HC này, đúng không? 12/9 anh em này. Đó, 12/9 mà VNX nó đang ở đâu? Đó, 12/9 VNX nó đang ở đây, đang lình xình này, anh em còn đang sốt vó lên đi chứ, đúng không? Ai dám mua đoạn này? Đấy, nhưng mà HDC đây, HDC là theo kỹ thuật của robot của mình vẫn mua đây. Đấy, đang có biên lợi nhuận tương đối tốt anh em. Được vài phần trăm, đúng không? Được hơn 1% gì đó. Đấy. Đó, không phải là không mua đâu anh em, đúng không? Rồi là 16 tháng 9 này. 16.9 V mua VSC này. Đấy, mua VSC là 16.85 này. 16.85 đến 19.95 này, VSC này, đấy, mua hết đúng không? Anh em thì chắc là chẳng mua. Đúng không? Đấy, anh em mua cái phiên 16 này có robot 2 này, 12 này, đấy, anh em mua theo robot 2 này. Đấy, mua đoạn này. Đúng không? Ok đúng không? Biên lợi nhuận tốt này, VSC này. Đấy. Đúng không? Rồi là OCB đúng không? OCB này. OCB này anh em đúng không? Đấy. OCB đây, chúng ta mua ngày 16 đây. Đó. Ngày 16 chứ đúng không? Đấy, 16 đây, phiên này anh em mua đây, đúng không? Đấy. 16 đây, chúng ta mua đây, đúng không? Có đúng theo tín hiệu chúng ta mua thôi. Ngày hôm nay cũng khuyến nghị anh em một vài mã đúng không? Rất là nhiều. Có SI đây, SI cũng mua theo kỹ thuật ngày 17 đây anh em, đúng theo chiến lược robot đây. Đúng ạ? Theo chiến lược robot đây, VND đây, đúng không? Đó, đều theo chiến lược của robot thôi, chúng ta mua thôi anh em. Ngại ngần gì đâu đúng không? CDI đúng không? Đấy, CDI để mua theo chiến lược của robot thôi. Đây là những cái mã cổ phiếu nó đủ điều kiện đúng không? Rồi KBC đây nha. Đấy, KBC đúng không? Chúng ta rất là ok đấy đúng không? Đấy, mua đúng theo kỹ thuật luôn anh em nhé. KBC mua theo đúng kỹ thuật chúng ta có biên lợi nhuận tốt đúng không? Đấy, đúng không? KBC là con robot này này. KBC là hôm 17 đúng không? KBC là hôm 18 chứ. 18 hôm qua quên đúng không? À, hôm nay thì con robot đây là tín hiệu của robot này. Đây là tín hiệu của robot này. Đấy. Tín hiệu của robot này. Thì chúng ta ở đây xem cái phiên ngày 18 nhé. 18 nhiều mã phết đấy. Đấy. 18 này. 10 đấy đúng không? 18 này có Lovalen này, Pau này, PD này, FPT này, đúng không? Còn robot này thì nhiều anh em, robot này thì nhiều lắm, robot này thì hơi nhiều tí đúng không? Hôm nay thì 19 này, hôm nay rất là nhiều mã này. KBC hôm nay, KBC ngày hôm nay thì KBC ngày hôm nay là có 3 tín hiệu của robot luôn này này, đó, robot A, robot MA, robot S này. KBC luôn anh chị em này, hôm nay là KBC là tín hiệu vào việc luôn này. Đấy, cho một cái biên độ xuất hiện, chúng ta xuất hiện hai con robot, ba con robot cùng một chung một tín hiệu này đúng không? Phiên ngày hôm nay nhé, bản chất là phiên ngày hôm qua con robot nó đã cho bán rồi, à cho mua rồi. Đây này, phiên ngày 18 đúng không? Chúng ta phiên ngày 18 nhé. Ngày 18 thì có cổ phiếu KBC này đúng không? 18 đi đúng không? Ngày 18 sao KBC nó không báo đây? Ngày 18 đây mà. Đó. Trục trặc cái gì đây? À đây, KBC đây, đúng không? Sorry, nhìn mãi ra mắt lại hơi kém đây. Đấy, đây tín hiệu đây mà nó báo ở nơi đây. Đúng không? KBC đây này. Ngày 18 đây này. Đấy, và phiên ngày hôm nay thì nó cho mình cả ba con robot nữa là đồng thuận, coi như tổng thể là bốn con robot cùng cho báo mua cổ phiếu KBC anh nhá. Đó, đầu tiên là chúng ta mua cổ phiếu, đầu tiên là chúng ta sẽ đánh theo chiến lược của robot C đầu tiên, robot 1 đấy đó, và thứ hai là hôm nay là tín hiệu này nó rất là mạnh luôn, xuất hiện ba tín hiệu này rất là mạnh này, VGC cũng rất là mạnh này anh em, đúng không? Đó, VGC trước mình cũng mua này, đây này VGC mình cũng zoom của mình cũng mua này anh em này, đây này VGC mua ngày mùng 12/9 này.
Đấy, đúng không? VGC là được 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 4.55% anh em. Đấy, VGC mua ngày 12 tháng 9 đây này. Đúng không ạ? Được 4.55% nhá. VGC đúng không? Đây, VGC mình mua đây này, đâu rồi? Đây, VGC mình mua đây này. Đấy, được 4. Đây, 12 tháng 9 đây anh em, đúng không? 12 tháng 9 là chúng ta theo đúng chiến lược của robot đây. Là chúng ta mua đây, anh em thấy không? Hiệu quả không? Đấy, được 4.55% rồi. DG đấy, DG mua ngày 10 đấy, đúng không? DG mua ngày 10 13 này. Đấy, DG mua ngày 13 đấy. Đấy, đúng không? Đấy. DG là robot báo, là robot mà báo đây. Bây giờ mua ngày 12 này, giá 22 đến 22.3 này. Robot mà robot máy báo đây. Đó, rất là nhiều robot anh em, đúng không? Đấy, đúng không? Chúng ta mua cái ngày 12, 12, 13 này, đúng không? Đấy, 12 này. Đấy, cũng là một cái tín hiệu robot này, cũng đang cho biên lợi nhuận ok đúng anh em? Đúng không? Chúng ta mua theo đúng chiến lược của robot luôn anh em nhé. Đấy, DG, VGC, VBank này, đúng không? VBank cũng mua ngày này. VBank đây anh em, đúng. Đấy, cũng mua ngày 12 đây. Đấy. Trong khi đó là thị trường thì 12 vẫn còn đang, anh em còn đang run rẩy vào sư ấy chứ, đúng không? Đây này, 12, 12, 13 anh em còn đang run rẩy vào sư đấy, đúng không? 16 anh em vẫn còn đang run đây này. 16 nhá, 16 thị trường đang giảm như này nhá, đúng không? Đấy, đang giảm như này mà room của em là cả 16 chơi hết, đúng không? 16 luôn, chơi ăn 3 mã luôn anh em. 16 robot cho 3 mã luôn. HDC, VSC đúng không? OCB này. Đấy. Ok không anh em? Chơi luôn đúng không? Robot thì nó sợ đách gì đâu. Nó không có cảm xúc gì anh chị, đúng không? Và cơ bản là nó đủ kỹ thuật, đúng không? Nó hội tụ đủ kỹ thuật là nó sẽ trả về thôi. Đây này HCD này, HCD ngày 16/9 này. Đấy. Quánh đúng ngay kỹ thuật luôn, HDC này. Đấy anh em, đúng ngày 16/9 đâu. Đấy, đúng không? Đó. Phim 6 xác nhận luôn này, đúng 16/9 này. Đấy. Đấy, rebank đúng không? Ok đúng không anh chị? Đấy, ok đúng không? Đúng không? Vbank cái gì đấy? Chả nhớ nữa. VSC, đấy, VSC đúng không? VSC đấy. Đấy, VSC đúng không? Đấy, ok đúng không anh chị? Đúng không? 16, 17 anh em này, đoạn này anh em nào dám bắt đâu? Đúng không? Thị trường nó vẫn đang chìm đắm ở trong cái đấy, 16 là anh em nào dám bắt đâu. Đấy, 16 là bọn em zoom của em là tín hiệu là robot nó cho bắt này. Đó, đúng không? 16 này, 13 bắt hết này, 12 có này. Đó, 12 có hết này, thị trường mặc dù vẫn đang giảm mà bắt này, hàng về ổn hết anh em. Đúng, hàng về ổn hết, hiện tại là trong cái nhịp bắt vừa rồi đợt này là không có mã nào âm đâu anh em. Có cả một quá trình bắt đây này. Cả một quá trình mà tháng 6 đúng không? Cuối tháng 6 quyền đưa vào vận hành ấy, đúng không? Đó. Thôi gọi sơ sơ cho anh em thôi, đúng không? Đó, sơ sơ này anh em thấy không? Chúng ta bán là toàn lãi 5% này, 14% này, đúng không? Đấy, 7% này, âm 2,5% này, có này, đấy, có âm nhá, không phải âm, không có đâu, chẳng giấu giếm gì anh em, đấy, đúng không? Toàn bộ lệnh đây, đúng không? Toàn bộ lệnh hết trong này đây anh em. Đấy, đúng không? Mua bán này, chốt lời ngày mua ngày bán, đúng không ạ? Ngày mua ngày bán, điểm mua điểm bán rất là cụ thể, đúng không ạ? Đúng không ạ? Đấy, ok anh em đúng không? 19% này phát đạt này, đúng không? Đấy ok này. Đấy, 11% của BF, IBF này. Đấy, hôm nay thì được có 4,2% của AI thôi. Đấy, AI mình có thông báo đến cái anh chị khách hàng đây. Đúng không ạ? Con này là con phải là robot bán nhá. SI này hôm nay không phải robot bán mà SI là quyền bán đấy. Đó, nói đúng ra là SI là quyền vào bán vì là ấy mà còn bán được giá đẹp luôn đấy, đúng không? Bán được giá bao nhiêu đây? 33.7 luôn này. Đấy, đóng cửa 33.6 bán giá đẹp luôn anh em. Mua phiên ngày hôm 17/9 này T về được 4,2% là ngon rồi đúng không? Đó. Con này nếu mà con này mà nó không phát hành thêm nhá. Mà nó không ấy là chúng ta cầm tiếp đấy, đúng không? Con này là đây này. AI đâu à? AI. Phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ là 100 chia 10 với giá 15.000 đồng này. Đấy. Phát hành cổ phiếu thưởng gì đấy, đúng không? Cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20% này,
trả cổ tức năm 2003 bằng tiền là 1.000 đồng trên cổ phiếu này. Đấy, chúng ta còn có 4 ngày nữa là giao dịch không hưởng quyền. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ đấy, đúng không? Đấy. Nên là mình chả thích đó. Đây là cũng thông báo anh em nào mà ấy thì cứ giữ thôi, còn không thì chúng ta bán. Nói chung là như VND anh em, đúng không? Anh em còn nhớ con VND không? Đợt phát hành thêm đấy cùng mà tính ra là anh em bị thiệt thêm. VND đợt nó phát hành ở cái giá mà, mình nhớ là ở đoạn nào nhỉ? Cái đoạn này này, đúng không? Cái đoạn này nó xong nó điều chỉnh giá này, đúng không? Đợt đấy là giá khoảng tầm 21 mấy ấy. Xong điều chỉnh về đây này, cũng điều chỉnh phát nó cứ thế nó giảm này, đúng không ạ? Cứ thế nó giảm này, anh em cuối cùng là vừa kẹt hàng mà xong lại cùng một lượng tiền chúng ta lột vào để chúng ta mua cổ phiếu phát hành thêm ấy. Đấy, đúng không? Lại cầm mất mấy tháng nữa đó, thì thả thôi anh em thoát ra, chúng ta ăn tạm thời đó, đúng không? Sau đó chúng ta mua mới xong cũng được đó, đúng không anh em? Được 4% không phải âm nhé, được 4%. Ok đúng không? KBC ok nhất này, KBC T1 là hàng về chưa về nhưng ổn, nhưng mà đồ thị đẹp anh em. KBC đẹp này, KBC trước đó bọn em còn đánh một cái nhịp nữa rồi cơ, đúng không? KBC chúng ta ăn cũng một cái nhịp nước đó rồi này. Đâu rồi, KBC đâu rồi? Đấy, đây này, KBC nhịp trước là chúng ta được 5.3% đây này. Đấy, đúng không? Mua bán chốt lời nó có thể. Nhịp này chúng ta lại tiếp tục luôn, đúng không? Mua bán rất là rõ ràng, điểm mua điểm bán rất là rõ ràng luôn anh em. Đấy, đúng không? Đấy, mua đây, bán đây, đúng không? Rất là ok, quay theo đúng chiến lược của robot luôn. Đó, hiệu quả cao. Cá nhân em Quyền đã backtest là nó hiệu quả 90% với cái sự mà tuân thủ kỷ luật của mình theo chiến lược robot là chúng ta đã hiệu quả 90%. Đó, đúng không? Okay, anh em nhé, anh em mà chưa có tài khoản BBS thì ủng hộ Quyền bằng tài khoản BBS nhá. Đó, để em Quyền add anh em vào cái room Telegram hoàn toàn tự động hóa bằng robot nhá. Đấy, đúng không? Hoàn toàn là tự động hóa robot. Đây là cái lịch sử đây. Lịch sử mà đưa vào vận hành ở trong cuối tháng 6 đây. Đấy, cho anh em đây, đúng không? Chúng ta đều có biên lợi nhuận rất là ok. Đó, các thứ là vẫn là nằm hết ở đây. Chẳng chạy đeo được, đúng không? Mua bán rất là rõ ràng cụ thể. Tỷ lệ anh em mà nếu mà rất là ít trường, ít đội nhóm và chia sẻ trực tiếp như này, đúng không? Nhưng mà đối với Quyền thì Quyền chia sẻ luôn anh em, nó chẳng giấu gì giấu cả. Vì cái hiệu suất của mình nó rất là tốt anh em. Cái tỷ lệ sinh lời với trong room VIP của mình ý, rất là tốt. Thế nên là trong cái khách hàng của mình là mình cũng nói với anh chị là chúng ta nên tuân thủ theo chiến lược của robot. Thì robot có tín hiệu bán thì anh em cứ xác định bán, và có những cái trường hợp là chúng ta sẽ bán xong mà nó sẽ tăng ngược trở lại là có, đúng không ạ? Và tuy nhiên có những trường hợp là chúng ta cắt lỗ là có, nhưng chúng ta phải tuân thủ theo chiến lược của robot thì chúng ta sẽ đạt hiệu quả rất là cao. Ví dụ như trong cả một quá trình từ cuối tháng 6, đúng không, chúng ta âm có mức cổ phiếu Dabaco thôi. Đấy, Dabaco chúng ta có âm 2.5% thôi, đúng không ạ? Ở đâu chúng ta được tầm 14% này, 7% này, đúng không? Rồi 7.7% này, đúng không? Đấy, đúng không? Rồi 14% này, anh em, đất xanh này, đúng không? Đấy, 19.5% này, đúng không? Phát đạt này, đấy, 11% của BF này, đúng không? SI được 4% này, đó, đúng không ạ? Anh em cứ tuân thủ theo chiến lược robot của Quyền cho mình, và chúng ta sẽ có những sự hiệu quả rất là cao, đúng không ạ? Và chúng ta cứ túc tắc nhặt tiền thôi anh em, đúng không ạ? Chúng ta cứ túc tắc nhặt tiền thôi, không cần tham vội. Không cần tham vội với thị trường này. Thị trường này nó vẫn còn đó thôi. Đúng không ạ? Quan trọng là chúng ta phải cứ kiếm tiền với một cách từ từ, nó bền, nó vững. Đó, chúng ta ăn sốc, đúng không ạ? Ăn sốc quá nhiều khi chúng ta rất dễ dính đòn, anh em. Ok nhá, ok đúng không? Đó, rồi quay lại với chỉ số VN-Index một chút xíu. Thì VN-Index anh em yên tâm thôi. Nói chung là cũng chưa có cái gì đâu. Mình thấy là phiên ngày hôm nay là lượng hàng, hôm nay là đáo hạn phái sinh. Và một cái lượng hàng T về như vậy mà không có áp lực tích cung bán ra thì cơ hội là thị trường nó rất là ok rồi. Đó, anh em cứ yên tâm nắm giữ cho Quyền nhá. Đó, có hàng thì tiếp tục nắm giữ nhá. Còn anh em mà có mã cổ phiếu nào mà cảm giác mà không an tâm, đúng không ạ? Đúng không ạ? Và hiện tại là mình đang có một cái tâm trạng mà rất dễ bị bán non ấy, đúng không ạ? Bán non ấy, đúng không? Nhiều khi là chúng ta bán ngay đáy ấy hoặc là mua cái đỉnh ấy, thì anh em liên hệ với Quyền để Quyền có thể sửa cho anh em cái tâm lý như vậy, sửa cho anh em tâm lý như vậy. Đấy. Hôm nay thì cũng có một bạn nhé,
Để hôm nay cũng có một bạn cũng đâu à, đấy bạn cũng bảo là đâu rồi để cài đấy. Đâu rồi đâu, anh em like đi, anh em like đi. À, hôm nay cũng có một bạn, chia sẻ với mình đây. Hôm nay lúc anh em chat lúc ngày hôm nay đây. Đấy, đúng không? Hôm nay cũng chiều nay cũng chat với một một bạn này. Vâng, em cũng thắc mắc sao đoạn là mọi người sợ nó giảm anh lại mua tiếp. Thấy thời điểm mua rất ok ạ. Đúng không? Đấy, anh em thấy không? Đó. Đó là một cái kỹ thuật thôi, đúng không? Một cái kỹ thuật mà chúng ta có trường phái bắt đáy hẳn hoi. Thật ra thì ở đây thì em Quyền có một cái coding, nó một cái chỉ báo riêng chị, một cái chỉ báo mà em nó thật sự là em phải cũng mày mò nha. Đầu tiên là phải đi học coding này, sau đó là mày mò viết lách này, viết lách và nó hội tụ lại những công thức, em viết lại những cái công thức. Nói chung là cái này nó cũng là ngoằng đấy, cũng phải có nhờ thêm cả những chuyên gia nữa anh em, cũng có nhờ thêm một số anh em đó, là mãi sau rồi mới hoàn thành được một cái chỉ báo, một chỉ báo gọi là riêng biệt của em, chưa chưa công bố ra, nhưng chỉ báo này chắc chắn là chỉ báo rất là hoàn thiện rồi, đúng không ạ? Đó, thế nên là đây là lúc chiều nay em có nhắn, chiều nay có chat chít với bạn ấy này, đúng không ạ? Vâng, em cũng thắc mắc sao đoạn mọi người sợ nó giảm mạnh, anh lại mua tiếp, đúng không ạ? Thấy thời điểm mua rất ok ạ. Đó, chúng ta chọn cái ngày mua mới là cái ngày ngày an toàn, cái ngày mua mới là cái ngày an toàn đó. Thế nên tại sao mà trong cái room VIP của em đấy, robot đấy, đúng không, ngày 12 có mua này, thị trường 12 có đang đỏ lè này, 16 này, đúng không, 13 thị trường còn đỏ lè, room của em vẫn cứ mua mầm. Đấy, dùng của em mỗi lần và đang vẫn là đang thành công rất là cao, đúng không? Ok, đúng không? Thành công rất là cao. Đấy. Vậy nhá. Rồi, xin chào anh Hải Hồ nhá. Đó. Sao em cái gì ạ? Con STBTL sao em? Anh Hải Hồ nhắn cụ thể em dịch khó quá, sao em có lấy được không là cái gì? Khó hiểu quá anh. Đúng không ạ? Mua được không hay là gì thì nó lại lại rất là khó hiểu. Sao em lại ba chấm, sao em, đúng không ạ, có mua được không hay có lấy được không? Sao cô nói với anh em rồi, sao cô anh em xác định đánh 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 xác định đánh ở trong cái vị thế dài hạn rất là ok. Mà thứ hai là hôm nọ có những con này em cũng đã khuyến nghị anh em rất là ok rồi, chúng ta loanh quanh ở vùng 56 là bắt được, 58 55.8 với 56 anh em bắt được. Con này chúng ta xuất hiện một tín hiệu rất là ok rồi. Đấy, đúng không? Và đâu đó là con này khả năng này. Sabico trước đó bọn em ăn một nhịp được mấy phần trăm này. Đúng không? Con này cũng được một nhịp mấy phần trăm này. Đây là anh em đánh theo chiến lược này chúng ta cũng hiệu quả rất là cao. Đấy, chúng ta được một nhịp này chúng ta được 7 7 7 phần trăm này. Nhịp này đến hiện tại này, đúng không? Mua bán rất là rõ ràng. Nếu mà anh em bộ đoạn này không bán này, bộ này không bán là pha này chỉnh mất khoảng tầm 3 3,5%, 3,5%. Đấy. Nên anh em mặc dù là chúng ta vài phần trăm thôi nhưng rất là quý giá, đúng không? Rất là quý giá, nên là anh em cứ, mà thứ hai là những cái cổ, nhưng mà cái dòng tiền lớn anh em, dòng tiền lớn mà tầm 7% là rất ok. Ví dụ như anh em mà có 10 tỷ, 10 tỷ mà chúng ta anh em được 7% là chúng ta có 700 triệu rồi. Đúng không? Quý hơn là anh em có 100 triệu, 200 triệu nó khác hẳn. Cực kỳ khác hẳn. Nên anh em mà đánh trụ này là chúng ta tầm 5% trở lên, 5 đến 10% là đẹp lắm rồi. Rất đẹp lắm rồi, đúng không ạ? Và thậm chí là em còn có xây dựng thêm một cái nhóm ngành anh chị này, đúng không ạ? Hôm qua cũng ngồi 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 à, ngồi ngồi đó, đâu rồi? À, để đâu nhỉ? Để đâu ấy nhỉ? Ô, kéo ra màn hình được cơ mà. À, đây anh chị, đây 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 đây. À, anh chị này, hôm qua thì cũng có. Đấy.
qua thì cũng ngồi về cái phân bổ vốn này, đúng không? Cái ví dụ như là anh em mà có, ví dụ chúng ta có 100 tỷ đi, đúng không? Chúng ta sẽ vứt vứt vào 35 tỷ. 35 tỷ vứt vào cái nhóm ngân hàng này. Đấy, 35 tỷ vứt vào cái nhóm ngân hàng này. Đó, rồi là 25 tỷ chúng ta sẽ vứt vào nhóm ngành bất động sản. Đấy, 15 tỷ chúng ta sẽ vứt vào nhóm chứng khoán. 5 tỷ chúng ta vứt vào cái nhóm thép. Đúng không ạ? 5 tỷ chúng ta sẽ vứt vào đầu tư công, đúng không ạ? 5 tỷ chúng ta sẽ vứt vào ngành hóa chất và 2 tỷ thì vứt vào cái vận tải kho bãi thôi. Bán lẻ thì chúng ta vứt vào khoảng tầm 3 tỷ, đúng không ạ? Và thực phẩm đây này. Thực phẩm là coi như Vinamilk, Masan này, Sabico, BF này, STB này, chúng ta sẽ vứt vào 5%. Đó, nó chỉ có những cái mã cổ phiếu này thôi. Phân bổ vốn ra đây, những cái mã cổ phiếu rất là ok, đúng không ạ? Đó, chúng ta phân bổ vốn ra, chúng ta đánh. Đó, phân bổ vốn ra anh em, chứ không phải lúc nào chúng ta vứt hết vào một 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 cái đâu, đúng không ạ? Thế nên là chúng ta câu chuyện ở đây là anh em có 100 tỷ nó sẽ khác hẳn với anh em có 100 triệu, đúng không ạ? Chúng ta rất là khác nhau hoàn toàn ở cái chỗ đấy. Đó, khác nhau hoàn toàn nhé, đúng anh em, đúng không? Thế là Sabico mà được 7% hay là anh em vào 5 tỷ rồi, 5 tỷ 75 chúng ta có 300 rưỡi rồi đấy, 300 rưỡi khác nhau hoàn toàn rồi. Anh em vào 10 tỷ, 10 tỷ là chúng ta khác. Cổ phiếu Sabico này thì các anh em không nên vào 10 tỷ, chúng ta vào ít thôi, đúng không ạ? Thanh khoản đoạn này nó đang thấp, nó thấp, hoặc là anh em mua gom thôi, mà thanh khoản nó đang thấp quá, trung bình nó có 385 triệu cổ phiếu, đúng không? Nó rơi vào có 20 tỷ thế này, 20 tỷ trung bình, 20 tỷ, 20,7, 20,27 tỷ. Anh em vào 5 tỷ thôi, đúng không? Và 5 tỷ của mã cổ phiếu này tôi đã trung bình nó đang thấp 5 đến 5 đến 7 tỷ đó. Đó. Chứ anh em mà về những mua những cổ phiếu này anh em phải mua nó gom. Gom anh em không mua, không định mua cục được đâu. Đúng không ạ? Không mua được, ví dụ không mua như VND hoặc là những cái mã cổ phiếu mà nó ấy đâu. Đây này, 137 tỷ, nó câu chuyện nó khác đúng không? Thế này, câu chuyện mỗi phiên trung bình của nó là 827 tỷ thế này. Đấy, câu chuyện nó khác hẳn với cả Sabico, nên chúng ta phải phân bổ vốn làm sao cho nó khác. Như đổi BIDV đúng không? BIDV là đúng không? 66 tỷ đấy, phân bổ vốn đúng không? VBank đúng không? Chúng ta phải phân bổ vốn 327 tỷ, anh em phải phân bổ vốn ra chúng ta đánh. Nên tại sao chúng ta cái nhóm ngân hàng là cái nhóm phải rơi khoảng tầm 35%, bất động sản đúng không? Bất động sản 25%, chứng khoán có 15% thôi. Chúng ta phân bổ vốn ra đánh nó rất là ok, đúng không ạ? Và tuy nhiên thì trong cái nhóm đó thì chúng ta lại phân bổ theo từng từng mã cổ phiếu, từng mã cổ phiếu, đúng không ạ? Ví dụ như HCM này, đúng không ạ? HCM trung bình của nó mình có thể lấy cái trung bình dưới thấp nhất khoảng tầm 20 phiên đi, trung bình của nó là 287 tỷ, đúng không ạ? 287 tỷ anh em đánh cũng được. Đó, đúng không? Chúng ta sẽ chọn chọn những mã cổ phiếu mà nó có có giá trị cao này, chúng ta sẽ vào cái nguồn tiền lớn hơn, đó, nguồn tiền hơn hơn như đúng không? Rồi như TVS mà anh em lại vào với có 15 tỷ và anh em vào vào khoảng tầm 5 tỷ là cũng cũng khác biệt đấy. Trung bình phiên của nó 15 tỷ đúng không? Điểm thấp nhất, cái phiên thấp nhất của nó có 3,6 tỷ, 3,66 tỷ mà mình vào 5 tỷ. Nó khác, thế nên chúng ta phải phân bổ từ từng mã cổ phiếu nữa. Đấy. Phân bổ vốn ở trong cái nhóm đó rồi và chúng ta sẽ phân bổ vốn vào từng cái mã cổ phiếu đó nữa. Đấy, đúng không? Chúng ta sẽ đánh hiệu quả hơn chứ anh em cứ đổ hết vào một rổ như vậy nó khác đó. Đó, đúng không ạ? Hôm nay có rất là nhiều mã cổ phiếu anh em. Ở đây cũng rất là nhiều mã cổ phiếu này, như KBC nó cũng là tín hiệu mua rồi này. Đấy, hôm nay mình ấy nhá, mình sẽ chỉ bật cái ấy thôi. Này KBC này. Ôi. Lấp quá. Đấy, đúng không? Rồi, KBC đầu tiên thì KBC rôm của em mua rồi. Đó, hôm nay là ăn một cái biên ngon này, đúng không? VGC ok đúng không em? Đấy, VGC trước VGC ngày nay thì nó có thêm thêm ba con robot đây chị này, ba con robot này, chúng ta có tín hiệu mua sớm này. Đây là những con robot mà chúng ta gia tăng tỷ trọng rồi. Đấy, đúng không? Ok này, đấy. Đó. Rồi, để mình sẽ phiên ngày hôm nay xem cổ phiếu nào nó đẹp nhá. Ngày hôm nay thật sự là rất là ít mã luôn, cổ phiếu gas thôi. Ngày hôm nay thì có cổ phiếu gas là mua này.
và LTP là mua thôi. Đấy, là chúng ta còn cái điểm mua đẹp đấy, điểm mua chân sóng đấy, cơ hội chúng ta còn chân sóng đấy. Đó. Còn nếu mà anh em mà ngày mai mốt mà chúng ta vẫn còn có cổ phiếu mua, ví dụ như là Nam Kim ngày nay em mua đúng không? Nam Kim buổi hôm nay buổi sáng lúc mà mình có chia sẻ với anh em trong room cộng đồng ấy, anh em chưa có room cộng đồng thì vào room cộng đồng nhá. Đấy, vào room cộng đồng ấy, cái room cộng đồng mà quyền này cũng chia sẻ cho anh em đây này. Đây là anh em. Đây, hôm nay là mình cũng có đây này, room cộng đồng là mình, đây là room cộng đồng là nước của sóng tiền phong 1 đây này. Đó, ai hôm qua mua cũng báo anh em hết đấy nhá, cứ không phải không đâu. Đây này, hôm qua hôm nọ này. Đó, chia sẻ anh em này đúng không? Hôm 16/9 này, 16/9 là về hỗ trợ này, đấy đúng không? Đấy, 16/9 này, đây SI đây, SI là mình cũng khuyến nghị anh em đây, nó lúc đó là ở giá 32.25 đây, đấy, SI này, đó, SI tín hiệu mua trở lại là anh em nhặt nhạnh dần quanh giá 31.1 đến 31.2 này, đúng không? Đấy, VSC này, đấy, VSC này. À, VC Robot đang cho tín hiệu mua quanh 17 đến 17.1 thế này, lúc đó là 17.05 này. Đấy, anh em nhặt nhạnh đúng không? Rất ok. VOT này đúng không? VOT là vẫn đang 15.65 này. Đó, quanh 15.7 này đúng không? KBC đây đúng không? KBC ngày hôm nay lúc buổi sáng đây, quyền có chia sẻ anh em này. KBC Robot xuất hiện tín hiệu này, anh em nhặt nhạnh quanh 25.7 25.9. Đấy, Nam Kim đây. Đấy, Nam Kim đây. Đó, ok nhá. Đúng không? Vót đây, vót robot xu hướng vào việc. Hôm nay, hôm qua, đúng không? Hôm qua là vót đây. Hôm qua vót đây, là loanh quanh 15.65 của robot 1. Và hôm nay thì robot 2 lại cho tín hiệu trở lại, loanh quanh giá 16 này. Đó, hôm nay anh em nhặt nhạnh rồi. À, hôm qua chứ. Hôm qua nhặt rồi. Thì hôm nay anh em gia tăng thêm. Đúng không? Đấy, anh em gia tăng thêm nhá. Đấy. Đây này, trong khi đó anh em còn hỗ trợ anh em câu hỏi này à, trong cái zoom cộng đồng này. Anh em chưa có thì tham gia vào nhá, join vào cái zoom tín hiệu này, đó zoom tín hiệu anh em nhá, hoặc là anh em ở trong zoom anh chị em YouTube miễn phí này, zoom tín hiệu hoàn toàn miễn phí này, đó, anh em nào mà có thì donate cho anh em một tách cà phê, đó đây cái zoom anh chị em YouTube thân thiết đây. Đúng không ạ? Đấy, cũng có những cái mã cổ phiếu thôi. Đấy, cũng có mã cổ phiếu này. Đại cũng chia sẻ anh em này, VGS này. Đấy, đúng không? Anh em, hai anh em nhé. Hai anh em đều, đấy, Đại cũng có chia sẻ này. HVN cầu vào ổn này. Đúng không? Đấy, Đại cũng chia sẻ nhé. Mình, trong cái zoom này thì mình với Bất Trận Đại chia sẻ với anh em rất là nhiều mã. Đấy, đúng không? Rất nhiều mã. Anh em chưa có, anh em thì ấy thì add vào zoom này nhé. Đó. Ok anh em. Đúng không? Đấy. Vậy chưa? Đều có mã cổ phiếu đều như nhau cả anh em. Đấy. Đều thông báo anh em hết. Đấy. Mình zoom của mình có mã nào là mình cũng thông báo cho anh em hết đấy. Đúng không? Trước tiên thì anh em cho đi đã. Đúng không? Để anh em biết được đến cái robot của mình nó hiệu quả như thế nào. Đúng không anh em? Đó. Ok anh em thấy hiệu quả thì liên hệ quyền ngay để quyền add anh em vào cái zoom VIP nhá. Đó. VIP nha anh em nha. Đó. Rồi, đó, hôm nay thì ở đây thì có cổ phiếu KBC này, DTD này. DTD đang tín hiệu ngày mai này, anh em lắc loanh quanh anh em mua được này. STB thì trần rồi, SB hôm nay tín hiệu trần rồi, đúng không? VGS Đại sáng nay cũng chia sẻ này. Đấy, VS ok này anh em, đúng không? ALV này, đấy, ok ALV này, tín hiệu tốt này. Đấy, đúng không? Rất nhiều mã HDG này đang tín hiệu robot rất là nhiều đúng không? Đó. Đó, TDC này, Gamares này, đấy, Gamares đều có này, đều có tín hiệu này, RE này, à, ok đúng không anh chị, đấy, BCM này, đó, ok này, FRT này, wow, HS này, HS được này, HS là ok này, ôi HS này khung tháng kinh quá, khung tháng cao quá, đấy, đất xanh vòng mới này, đấy, đất xanh thì robot S rồi, robot cuối rồi. Đây này, con robot 4 này. Mai robot 4 mới tín hiệu này. Con robot này robot cuối cùng ấy.
nay robot cuối cùng rồi. À, anh em chú ý đó, là robot cuối cùng. Chúng ta thường thường là bắt con robot C và robot A thôi. C và A là chính. Hai bắt hai con này. Đấy, chúng ta bắt hai con này. Đó, còn robot MA và robot S anh em có thể là gia tăng thêm gia tăng thêm đúng không ạ? Gia tăng thêm hoặc anh em có thể sử dụng mặc zin. Còn cơ bản là chúng ta sẽ theo trường phái chúng ta sẽ bắt hai con robot này. Đúng không ạ? Robot này. Nó kim này ổn này. Nhóm thép ổn này. Đó. HPG ổn này đúng không? HPG mình thấy ok này anh em. Thép là khả năng là dẫn dắt trong cái nhịp này đấy. Đúng ạ. Thép là bắt đầu ngày mai mốt là chạy đấy. Mình thấy con thép này rất ok này anh em, nhìn thép nó đối với hoa và HPG này đồ thị tháng này. Đồ thị tháng báo mua trở lại này. Ừ. Trong quá trình mua trước đó từ đây. Đó, điểm bán là trước đó đỉnh đây, có vào điểm mua trở lại này. Đối với HPG 5 kim được này anh em đúng không? 5 kim ổn này. Đấy, dòng thép nó ổn này, trung hạn luôn này, ngắn hạn ok rồi đúng không, ngắn hạn ok này, hoa sen ổn này, khả năng mai mốt là hoa sen chạy à, khả mốt mai mốt là dòng thép chạy đấy, dòng thép mình thấy chạy là tương đối là cao. Novaland thì chưa bắt được đâu nhá, Novaland anh em phải chờ, Novaland phải chờ, Novaland mặc dù đây vẫn để chờ đoạn này này, bắt phiên ngày hôm qua cũng được nhưng mà Novaland thì robot nó chưa trả về, robot nó chưa trả về, anh em bình tĩnh thôi đúng không, chúng ta cứ bình tĩnh nhá. Đấy. Bình tĩnh thôi. Đó. Câu hỏi con này là mình sẽ phải cần thêm một cái điều kiện nữa là phân kỳ. Đã chưa có phân kỳ. Đó này. Chưa có phân kỳ đó mà bình tĩnh thôi. Đấy, Novaland cũng chẳng có điểm hỗ trợ nào nữa, khó bắt anh em bắt đoạn này. Đó, hơi khó nhá. Em bình tĩnh, con này là con đầu tư về mặt dài hạn đấy, em xác định đánh là đầu tư về mặt dài hạn đối với cổ phiếu Novaland đấy. Novaland thì nó vẫn nhiều thông tin xấu quá đúng không? Đó, ông này mà ông diệt được những thông tin phát là ông phi mầm luôn này. Kinh nhỉ, ông rơi từ đoạn này gớm nhỉ. Đấy, đoạn này anh em cứ đánh nước đi nước lại theo đúng kịch bản này, anh em phải tránh cái đoạn này đúng không? Đấy. Tránh cái đoạn phân kỳ này luôn, là có phân kỳ này. Ở đây chúng ta có đoạn phân kỳ nhá. Anh em mà thấy cứ hai cái tín hiệu này. Hai tín hiệu mà chưa có tín hiệu mua hay là bán trở lại, chúng ta thấy xuất hiện hai tín hiệu này. Lúc đó là chúng ta sẽ mua và bán với một cái biên độ mạnh hơn. Đó là gọi phân kỳ đấy anh em. Đúng không? Gọi là phân kỳ, đây gọi là phân kỳ này. Đây gọi là phân kỳ này, đấy đúng không? Đấy, là cái tín hiệu chúng ta sẽ mua đó. Cái tín hiệu thứ hai chúng ta sẽ mua mạnh hơn đúng không? Đấy. À, ok không? Đúng không? Được 10%. Xuất hiện hai tín hiệu phân kỳ rất là ok. À, tín hiệu một thôi là nó ok rồi, chứ để cái tín hiệu thứ hai nữa. Là tín hiệu nó xác định phân kỳ quá là chạy mầm ngay. Chạy ở bầm ngay là anh em quất ngay đâu, không có gì đâu đúng không? Đấy, ok anh chị. Đấy. rất là nhiều mã luôn anh em, không phải là không có mã đâu, rất là nhiều mã luôn. VNX ok rồi, VNX cả robot ấy rồi, cả robot S luôn rồi đúng không? Robot S vào việc rồi, robot 4 này, đó tín hiệu của robot 4 vào việc rồi, đấy. Ok đúng không? Tín hiệu mạnh rồi, đấy, đây này nó cũng giống như cái nhịp này. Đấy, khả năng nó kéo được, bản chất nó vượt trên cái đường MA20 thôi anh em, không có gì mà phải, không phải cái gì phải bí mật cả đâu, vượt lên MA20 thôi. Đấy. Con này cũng được nhé, con này là tín hiệu rất ok đấy, robot này robot mà anh em có thể sử dụng mặc zin thêm đấy đúng không? Đấy đúng không? Ok đấy đúng không? Thế là cứ thế là anh em gồng luôn đoạn này, cứ thế là gồng thôi, ok không? Đúng không? Đấy robot 3 này. Đó, robot 2 đây. Đó. Mình chủ yếu là đánh robot 1 và robot 2. Robot 1 thì con này mình không mở được, con này nó có hơi bí mật tí. Đó, nên không mở được, nó nằm ở trong hết cái robot 1 này này. Nó có hơi bí mật tí, đâm ra là không chia sẻ cho anh em được. Không chia sẻ cái đồ thị lên được. Mở cái robot 1 này lên thì nó nhìn nó hơi khủng quá anh em, nhìn nó hơi khủng ngay. Đúng không? Đó. Nó không phải là cái đồ thị không mà nó cả rất là nhiều. Nó có cả một cái chỉ báo riêng của em. Chỉ báo riêng của em, đúng không ạ? Đâm ra là nó bị lộ mất cái là cần câu cơm đúng không ạ? Cần câu cơm của em quyền rồi là quyền lợi khách hàng của em quyền nữa, đúng không? Cái thứ hai là nhiều khi nó nổ hết cái kỹ thuật. Cái này là chắc chắn là không ai có đâu, đúng không ạ? Chắc chắn là không ai có. Cái này nó hội tụ rất là nhiều anh chị, rất là nhiều yếu tố nhé. Cả Ichi, cả phân tích của phương Tây. Đấy, nó hội tụ lại hết anh em.
vào hết một con robot như vậy. Đó, anh em cứ đánh theo chiến lược robot cho em rất hiệu quả. Chúng ta tỷ lệ xuất sinh nở rất là bền vững, đúng không ạ? Và cái sự bền vững đó chúng ta cứ tuân thủ theo chiến lược robot. Đó, robot chị rất hiệu quả và thành công cao. Như vừa qua thì em Quyền cũng đã gỡ lại cho một số anh chị khách hàng rất là ok rồi, đúng không ạ? Đó. Rồi anh em có hỏi cứ để lại comment nhá, comment dưới mình quyền hỗ trợ cho anh em nhá, đúng không ạ? Anh em like đi, anh em like sớm nhá, like sớm để có kèo nhá, đúng không? Mình thấy là anh em hôm nay ủng hộ hơi ít đấy, anh em ủng hộ hơi ít nha, mình thấy là rất ok đấy, ok thị trường yên tâm thôi, xem V30 cho nào, V30 ổn mà, ổn V30, ủi V30 là cái phiên hôm 17 mà nó vào luôn xu hướng anh em ạ, đúng không ạ? Đấy. V10 là hôm vào luôn robot xu hướng luôn này, robot 2 luôn này. Đúng không ạ? VN30 mà bờ cũng ổn luôn nhá. Mà hôm nay đáo hạn phái sinh mà như vậy là ổn luôn. Hôm 16 nhá. Hôm 10 17 này, 17 là cả VN50 và VNX vào luôn cái tín hiệu của robot xu hướng em. Robot 2 đấy. Đấy này, đúng không? Chúng ta vào yên tâm rồi. Anh em yên tâm công tác rồi. Đấy. Mỗi ông VNX là phiên ngày hôm qua mới vào thôi. Đấy, còn đâu là hai ông này vào đều vào xu hướng hết rồi. Đấy, ok không em? Ok đúng không? Ổn rồi. Đây này, V30 vào việc phát này hôm nay đáo hạn phái sinh là ok ngay. Không, đây chúng ta ăn trước một nhịp phái sinh này. Đấy, được 5.6% điều chỉnh phát hôm nay vào việc lại anh em. Đúng không? Ok đúng không? Mình đã nói anh em đánh cái robot nó có nhà trong thời đại 4.0 rồi. Thời đại kỷ nguyên 4.0 rồi, toàn thuật toán rồi, AI rồi, công nghệ AI rồi, bây giờ anh em còn ngồi lọc bằng tay thì đến bao giờ nữa, đúng không? Anh em xây dựng những con robot, đúng không? Robot chúng ta ấy, chúng ta đánh nó rất là hiệu quả, thành công cao, tỷ lệ xuất sinh lời tốt và đặc biệt là nó kiểm soát cái tâm lý cho mình. Thật sự là lúc qua cái quá trình mà em đánh bằng robot này. Ấy, lúc đó là mình đầu tiên ấy, đầu tiên đưa vào vận hành ấy là vẫn còn bị tâm lý, bắt đầu là ăn được đến 3 nhịp rồi, ăn được đến 2 nhịp rồi, 2 đến 3 nhịp rồi, lúc đó là dầu như là cái tâm lý của mình nó bị triệt tiêu hết, và lúc đó là hoàn toàn mình mặc định quánh theo đúng chiến lược của robot luôn, quánh theo đúng chiến lược của robot luôn. Nên lên những con anh em đúng không, nhìn những con liên Việt Quốc Banh đúng không ạ? Con Liên Việt Banh này em vào được ít thôi, đúng ra con này không vào được nhiều nhá. Đây là anh em thấy không, đúng chiến lược robot nó cho mình ăn một cái nhịp mà anh em thấy ghê gớm không ạ? Đấy, và đúng robot xu hướng là được 83%. Đấy, con FRT mới là con em ăn rất là ok này, con này em đánh đi đánh lại, nước đi nước lại, đúng theo đúng chiến lược robot. Đây đúng không, chúng ta gọi là bắt đầu chân sóng từ đây đi, đúng không? Bắt đầu chân sóng từ đây anh em thấy không? Đấy, chúng ta ăn một cái nhịp như này này. Đấy, ăn có nhịp này được 44.6%. Chúng ta bán đây. Đấy, chúng ta bán đây. Đây anh em mua lại này. Gọi đến đây ta đến đoạn này nữa. Đúng không? Đến đoạn này là chúng ta được 33.5% trong vòng 38 phiên. Ừ. 38 phiên gọi là chúng ta gọi là khoảng rơi vào gần 2 tháng đấy, gần 2 tháng mà được 33% anh em ngon không? Ngon quá. Đấy đúng không? Đây. Đã mua đây đúng không? Đấy, còn lại đi ngang thôi, chúng ta em vẫn có lợi nhuận được 11.6%. Đấy. Mày theo đúng chiến lược robot luôn đoạn này nữa này. Đấy, đến đây mới bán nhé. Đấy, đến không bán được đây đâu. Nói chung anh em cũng có xu hướng là không bán được đâu, được 45.2%. 42.5%. Đấy, rồi nhịp nữa anh em, đúng không? Nhịp này nữa là anh, đúng không? Đấy, cả một quá trình này lên nó không fail nhá. Cả quá trình này lên không có lệnh fail đúng không? Cả lệnh ăn của mình là lệnh mua ấy, chưa có lệnh fail, đúng không? Chưa có lệnh nào fail nhá anh em nhá. Đó, đây này.
Đúng, đến đoạn này mặc dù đi ngang này anh em vẫn có được 8%. Đấy. Lệnh này lệnh fail này. Mỗi lần đoạn này lệnh fail này. Lệnh này thì lệnh còn mình lệnh fail đoạn này. Đấy, lệnh này mình fail đây. Là bị âm mất 5.6%. Đúng ạ, 5.6% và mình này. Đây là gọi là vùng đỉnh rồi anh em, đúng không? Vùng đỉnh đoạn này rồi. Đấy. Lại được ăn 6.5% trở lại ngay. Đấy, đúng không? Đây là 6.5% rồi này. Thật ra đoạn này nó là đỉnh rồi anh em. Đoạn này nó là đỉnh rồi nhé. Đây là cả cái vùng giá này nó là đỉnh rồi. Đó, anh em nhìn cái độ thị tháng đúng không? Đoạn này là chúng ta sẽ đầu tư ít đi. Đúng không? Đoạn này chúng ta sẽ đầu tư ít đi. Đó, đúng không? Anh em thấy độ thị tháng nó là đỉnh rồi không? Chính vì vậy đoạn này chúng ta sẽ đầu tư ít đi. Nếu mà có ấy đúng không? Có một cái lệnh fail này nó không đáng kể gì. Đó, lấy cảm quá trình lên ăn như vậy anh em. Đúng một lệnh fail đúng không? Sau đó phát chúng ta lại gỡ lại ngay từ ngày. Đấy, ok không? Cảm quá trình như này. Đúng ạ. Đấy, cảm quá trình như này. Ăn từ chân sóng lên đây. Ăn ngập mồm. Gọi là ăn ngập mồm anh em đúng không? Rồi cả 1-2 năm mình đầu tư thế này là tính ra là được gọi là trung bình ở đây, mình tính đi gọi trung bình ở đây đến cái đỉnh này là bao nhiêu? Đó, gọi đến đỉnh này đi. Trung bình của mình là được 216%, đúng không ạ? Thậm chí sẽ phải hơn anh em. Mình còn ra đây nhá, mình ra 44 này. 44 cộng với cả 33 đúng không? Thành 77 đúng không? 77 cộng 11 mình tính chẵn đi đúng không? 88 đúng không? Đấy, 88. À, 88 cộng 45 đúng không? Đó. Đấy, đúng không? 88 cộng 45 là 135 đúng không? Đấy. À, 132 đúng không? Đấy. Ok này, 14 này, đấy đúng không? Rất ok. Đấy, anh em đây chúng ta bán đây chúng ta còn mua được cái vùng giá cao hơn nữa. Đấy. Anh em thấy thấy ok thì về với team của Quyền nhá. Về dùng của Quyền để đón những siêu phẩm trong thời gian tới nhá. Đấy, ok anh em không? Đúng không? Ta thấy rất là ok. Đấy, đây là một mã cổ phiếu mà nó cho em quyền thành công rất là cao. HPG thì bọn em HPG bắt đầu đang đoạn này bắt đầu nhảy vào đầu tư đấy. HPG bắt đầu nhảy vào đầu tư này. Đó, HPG là đây này anh em. Trước đó là em có ăn một nhịp đây rồi. Cổ phiếu quốc dân đây này. Đó. Đây này, ăn cái nhịp này này. Đúng không? Cảm cái nhịp này rất là mạnh này. Đoạn này phân kỳ rồi anh em phải nhảy ra chứ. Đoạn này phân kỳ rồi. Đoạn này thì thôi đúng không? Tạo đỉnh phân kỳ MACD này anh em, đúng không? Nhảy ra thôi. Cả quá trình này anh em nhảy ra thôi. Đó, đồ thị tuần này cho điều chỉnh xong đi. Đó, bây giờ có phân kỳ đáy trở lại này. Đấy, phân kỳ MAC đáy trở lại này. Anh em lại vào lại. Đúng không? Phân kỳ thế này. Trước đó là đỉnh này. Đúng không? Đỉnh này đấy, đúng không? Ok anh em, đúng không? Rất dễ đơn giản đúng không? Quanh theo trường phái MACD là chúng ta có hiệu quả rất là cao. Cho nó tạo đỉnh, tạo đáy đi đoạn này bắt đầu em vào cầm. Đúng không? Cầm. Bắt đầu đoạn này em bắt đầu em vào nhé, bắt đầu vào ngắn hạn với cổ phiếu HPG này. HPG là cổ phiếu mà em nói trước đó nói với anh em rồi là em vẫn đang săn cổ phiếu này rất là quyết liệt luôn đúng không? Săn điểm vào ngày hôm nay là HPG là có tín hiệu buổi sáng đấy, nó loanh quanh ở cái vùng giá 25.4 đấy, nhưng cuối cùng nó bị mất tín hiệu trở lại. Nếu mà ngày hôm nay mà HPG mà đóng cửa trên 25.4 này em nhảy vào, thật ra HPG là anh em nhảy vào được rồi, nó quanh vùng giá đẹp này, đó. Vùng giá đẹp này rất là ok, kiểu gì kiểu nó sẽ trở lại cái giải cái đường cái đường MA200 này. Đó, nó mất đoạn này, nó bị mất cái đường MA200 đoạn này này. Đó, kiểu gì kiểu nó sẽ test lại cái đường MA200 đoạn này. Rất là cao anh em. Đúng không? Đó, chúng ta đánh lên đoạn này. Trước mắt đánh đoạn này còn tầm được 5-6%. 5-6% cũng được, đúng không? Đúng không? Đấy nó mới chỉ là cái thôi. Có thể nó sẽ trở lại tương đối là cao. Đấy, trung hạn rất ok này. Trung hạn cái tín hiệu MACD của mình này. Đấy, tín hiệu MACD của mình đang có cái histogram. Nó dấu hiệu xanh trở lại và nó thấp hơn cái tuần trước này. Đấy, thấp hơn và nó có dấu hiệu co, nó hội tụ lại đấy. Tụ lại anh em chơi được. Nhá, anh em là hội tụ lại như vậy là anh em chơi là ok. Mình thấy rất là ok đấy. Ồ, 20G anh em chơi được, hoa sen được nhá. Đoạn này thép là ok đấy. Thép mình thấy là rất là ok, anh em xác định chơi đánh một cái biên sideways ở trung hạn này này. Mình đang thiên về thép và đang đi theo kịch bản sideways ở trong trung hạn này này. Đấy, đang đi theo kiểu này này. Đó, sáng có nói anh em rồi đúng không? Hoa sen thì tín hiệu là ok đấy đúng không?
Tín hiệu ok đấy. Đấy. Hôm nay nó cũng có tín hiệu này, nhưng mà Nam Kim thì có tín hiệu rồi. Nam Kim ngày hôm nay là xuất hiện tín hiệu của robot rồi, robot xu hướng rồi. Đấy, xuất hiện robot của xu hướng rồi. Và hai hôm nay thì đang chờ ngày mai thì mốt nữa. Nên là mình vẫn nói anh em là vẫn săn cổ phiếu này. Bọn này vẫn đang dành một cái dành dành một cái nguồn tiền để săn cổ phiếu dòng thép, đặc biệt là cổ phiếu HPG. Đấy, trước mắt là đánh lên cái vùng 26.7. 26.7. Trước mắt là như vậy. Đó. À, anh em mà yêu quý ngành thép là chúng ta chuẩn bị nhập vào cuộc chơi này đúng không? Đó, anh em yên tâm nhá. Nói chung là mình đánh theo chiến lược robot, anh em yên tâm thôi. Đây này, cái anh em mà từ ấy chưa vào thì chúng ta có thể để ý con chiến lược robot của em Quyền đây này. Đấy. Đấy, em Quyền gọi robot này, rất hiệu quả anh em đúng không? Đây là cái giao dịch quá khứ này đúng không? Giao dịch quá khứ này. Đó, anh em cũng kiểm tra mua bán rất là ok này. KBC nhịp một trước đó là mình bán 49 được 5 59% này. Đấy, Lovaland bán xong nó giảm luôn này anh em này. Bán ngày mùng 5 tháng 9 nhá. Lovaland bán ngày mùng 5 tháng 9. Đấy, bán xong nó giảm. Cày thế như để bán xong nó giảm. Đấy. Đúng không ạ? Đây, bán lúc này robot 2 báo bán hay ra đúng không? Robot 2, robot 3 ấy. Robot 3 thì phải. Đúng không ạ? Không nhớ con robot nào nữa, nó báo bán ngày mùng 5 tháng 9 này. Đấy, bán đúng cái phiên này anh em, bán xong giảm luôn này. Đấy. Đấy, đúng Loven đây, đúng không ạ? Loven là mình được được mười mấy phần trăm đây, được 14.7% đấy, đúng không? Cảm quá trình đang giảm, bán từ giá 12.85. 12.85. Bán ai đấy vay được 7.1% này, quá khứ rồi. Đấy, ra lợi nhuận rất đều, có Dabaco thôi. Dabaco bị âm 2.5% anh em, đúng không ạ? Đó. VC được bực dương 7.7%. Đó, HVN thì không này đó, đó nó xanh được 14%, đánh ngắn thế thôi đúng không, phát đạt 19.5% đấy. BF được 11% đúng không ạ, VSC được 0.9%, SI được 4.2%. SI thì mình tự bán nhé, SI không phải robot nhé, SI là do cái phát hành mình vừa nói rồi. Anh em nào mà thích hưởng quyền thì anh em giữ, còn anh em không thích hưởng quyền thì ta bán. Còn cổ phiếu này tự tay em bán, không phải robot vào bán nhé. Ai robot chưa vào bán đâu, nhưng mà em vào bán đúng không, thì nó có thông tin như vậy là em cho anh em bán thôi, chúng ta đỡ phải trung bình chia trung bình giá đúng không? Thích chúng ta lại nhảy ra chúng ta mua lại ổn hơn đúng không, đó mua lại ổn hơn gì chúng ta cầm cầm giá như vậy.
Rồi, bye bye chị nhá. VN-Index và VN-10 anh em cứ yên tâm thôi, không vấn đề gì đâu nhá. Đó, cảm ơn anh chị đã theo dõi em Quyền nhá. Thì em Quyền xin dừng cái buổi live stream tại đây. Anh em cần thêm thông tin thì cứ liên hệ Quyền nhá. Và đặc biệt là anh em mà chưa có zone VIP mà thì anh em có thể là ủng hộ Quyền bằng một cái tài khoản bên công ty chứng khoán VS. Em có rồi thì chuyển về ID của Quyền nhá, để Quyền add anh em vào cái zone VIP này nhá. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Cảm ơn anh em đã ủng hộ và like nhá. Đó, hẹn anh em vào 8:45 sáng ngày mai mình với bọn Trọng Đại lên tiếp tục hỗ trợ cho anh em. Ok, bye bye anh em.